Thế mình nối đây là bên cái gì? Ở bên nối bên Nhật, Giang. Thì tao đi sau hay sao? Dạ, nói cho mình. Nói là đi xuống đường bào tiếp đó. Tiếp là ai? Dạ. Ai chở? Ai là người điều khiển xe? Dạ, Nhật chở. Này kia không? Tức là nó kêu đi đánh lộn tiếp đó. Dạ. Mình xuống đó thì mình làm gì? Chú mình thấy chạm xuống tới đâu? Dạ, xuống tới. Lúc đó thì lúc mà em chạy vô bốn người bên kia. Rồi ai được chạm xuống tới đâu? Chạy xuống tới đường vô khách sạn chị. Lúc đường bào tiếp Vinh là có một chuyện. Có chuyện đó cụ thể là cụ thể. Đi tiếp một xíu. Ký đi hình như luôn. Được rồi, anh nghĩ đây. Cứu bằng kia là hả? Trời ơi, nó nhậu ngoài đó mà. Thầm ba khúc vô tay luôn nè. Rồi mày thu cái gãy đâu?